Chào các bạn ạ. Hôm nay mình lên trang Vietnamnet có đăng một cái bài mình thấy khá là hay các bạn. Bài này thống kê hàng loạt đô thị thì bây giờ đang bị bỏ hoang ở Hà Nội. Mà những cái đô thị này là có những cái căn biệt thự rất là đẹp. Đẹp lắm. Trước hết giới thiệu với các bạn khu đô thị Dương Nội đã đầy đủ nhưng mà dân không về ở. Nhìn qua ảnh là chúng ta thấy một cái view của khu đô thị này rất là đẹp. Đó, những căn biệt thự này là cơ bản cái mặt ngoài đã hoàn thiện hết rồi này. Có view hồ rất là đẹp. Những căn bên này mình thấy xây rất là đồng bộ. Cái hồ làm rất là bài bản này. Công viên này. Dương Nội là dự án lớn ở phía Tây Hà Nội do tập đoàn Nam Cường làm chủ đầu tư, thuộc phường Dương Nội, quận Hà Đông. Nơi đây được quy hoạch đồng bộ với hồ Bách Hợp Thủy rộng 12 hectare. Cái hồ rất là đẹp. Dự án được khởi công từ năm 2008 với tổng mức đầu tư ban đầu 7.642 tỷ đồng, nhưng vẫn còn vài khu vực chưa được thi công hoặc là đang trong quá trình hoàn thiện. Dù hạ tầng, cảnh quan, đường xá, hệ thống đèn chiếu sáng gần như đã đầy đủ, lượng dân cư chuyển về ở vẫn còn thưa thớt. Đây, gọi là nó lùm cùng một mẫu hết. Trên một số trang website bất động sản, giá các căn biệt thự này được rao giá là từ 110 triệu đến 140 triệu đồng một mét vuông, tùy theo phân khu và loại hình sản phẩm. Như vậy, để sở hữu một căn biệt thự ở Dương Nội, khách hàng phải bỏ ra từ 10 tỷ đồng trở lên. Trao đổi với Vietnamnet, đại diện tập đoàn Nam Cường, chủ đầu tư dự án khu đô thị Dương Nội cho biết, về cơ bản khu đô thị mới được triển khai theo đúng phê duyệt, đã thực hiện xây thô và hoàn thiện mặt ngoài, tùy thuộc vào quy hoạch bán hàng và tình hình thị trường cũng như các quy định khác để chủ đầu tư thực hiện thi công theo từng lưu vực. Dự án rất là hoành tráng. Một căn như thế này bình quân là khoảng 10 tỷ đồng trở lên đó. Còn những cái lô gấp mặt tiền lớn hay là view hồ thì giá nó sẽ cao hơn. Giới thiệu với các bạn một khu đô thị nữa là khu đô thị Mê Linh, một sản phẩm lỗi khó hoàn thiện. Anh này thì có vẻ nhìn nó hơi bị dở một tí. Thua rất là xa so với khu này. Khu này chúng ta nhìn vào thôi chứ cơ bản đã hoàn thiện cái mặt ngoài rồi này. Đó. Chủ đầu tư làm các bạn ha, bài bản. Còn anh này đúng là làm nó hơi lông côn. Khu đô thị Mê Linh nối trung tâm Hà Nội bằng đường Võ Văn Kiệt, kéo dài từ Bắc Cầu Thăng Long đến gần sân bay Nội Bài. Trong tương lai, cùng với Đông Anh và Sóc Sơn, huyện này sẽ là thành phố phía Bắc trực thuộc thủ đô, từng được kỳ vọng trở thành khu đô thị hiện đại bậc nhất Hà Nội. Nhưng sau 15 năm triển khai, dự án là một sản phẩm lỗi. Ồ, dự án ở đây thì còn nhiều việc phải làm lắm. Thậm chí dự án này mặt ngoài cũng chưa có hoàn thiện, chỉ làm được cái mái ở trên thôi. Còn hạ tầng còn nhiều lắm. Đây là dự án khu đô thị Ledico. Hàng trăm căn biệt thự sang xịn kiểu châu Âu. Nhìn cái cách bố trí mình thấy rất là đẹp các bạn. Phải nó màu cao là như vậy. Có những cái đường nát cong rất là đẹp này. Các bạn thấy không? Những cái đường nát này là nó hoàn toàn có ý đồ ở trên đó. Những căn ngoài này thì mình thấy dường như là đã hoàn thiện rồi. Còn những căn này thì dường như các bạn thấy không? Còn bỏ trống hết. Bỏ trống hết các bạn này. Những căn này là đẹp nhất, vi hồ nữa. Những căn này các bạn thấy nó đang thui luôn. Nó đang có nghĩa là bỏ rất là lâu rồi. Đó các bạn thấy không? Đó. Dự án này nằm bên quốc lộ 32 thuộc thị trấn Trạm Trôi, Hoài Đức, Hà Nội. Ledico là một trong những dự án lớn nhất huyện với quy mô là 38 ha. Khu đô thị này do công ty cổ phần phát triển đô thị Từ Liêm làm chủ đầu tư với tổng vốn là 781 tỷ đồng. Được xây dựng từ năm 2007. Dự án gồm 600 ngôi biệt thự thiết kế theo phong cách tân cổ điển. Tuy nhiên trên 2/3 diện tích bị bỏ hoang không có người về ở. 2/3 không có người về ở.
Trên thị trường, giá các căn biệt thự tại khu đô thị này được rao bán mức giá từ 10 đến 20 tỷ đồng tùy vị trí và diện tích sử dụng. Quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng cộng với cơn sốt đất trước thông tin Hoài Đức lên quận vẫn không làm thay đổi được tình hình. Cảnh ván bóng người nơi đây diễn ra cả thập kỷ. Một cái đô thị rất là đẹp. Được thiết kế mình thấy có những đường nát. Rất là đẹp. Theo phong cách châu Âu. Rất là tiếc là vẫn ván bóng người về ở. Những căn này đã được hoàn thiện, nhưng mà những căn này các bạn thấy còn rất là nhiều này đó. Những căn mà nó đang thui như thế này là bỏ lao lắm rồi đó. Một tầng, hai tầng, ba tầng, bốn tầng. Bốn tầng và một cái tum ở trên nữa. Từ 10 tỷ đến 20 tỷ tùy theo vị trí. Đó, những căn như thế này gọi là hoàn thiện các bạn này. Đó. Những căn hoàn thiện này, những căn hoàn thiện này. Còn ở giữa bốn căn này là chưa hoàn thiện. Nhìn một khu đô thị nó rất là lởm chởm nè. Không đau và đau hết. Nếu như mà hoàn thiện hết thì nhìn nó rất là đẹp. Nó giống như cái gia báo các bạn này. Đó. Giới thiệu tiếp với các bạn khu đô thị Nam An Khánh. Có mặt đài hết trơn. Khu đô thị Nam An Khánh mình thấy cũng rất là đẹp. Này, các bạn thấy này cũng vi hồ này. Xây dựng những cái đường nát cong cong. Rất là mềm mại. Ở đây có một cái công viên. Mô hình mình thấy cũng rất là đẹp. Ở đây có hai vòng xuyến này. Rồi có một cái đường cung như thế này. Các bạn nhìn thấy nó rất là mềm mại. Còn ở trong này là công viên. Khu này thì mình đánh giá là đẹp nhất khu vực này. Các bạn thấy quá đẹp luôn. Khu đô thị Nam An Khánh thuộc hai xã An Khánh và An Thượng, huyện Hoài Đức. Nằm ngay nút giao thông đại lộ Thăng Long, Lê Trọng Tấn. Dự án được khởi công từ năm 2008 với tổng diện tích xây dựng gần 180 ha do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà, gọi là Sidico, làm chủ đầu tư. Theo thiết kế, nơi đây có 4 phân khu chính là khu hỗn hợp, khu hồ lớn, khu hồ nhỏ và khu mở rộng. Các sản phẩm có đủ các hạng mục như là biệt thự, đơn lập, song lập, liền kề, nhà vườn, shop house, chung cư các loại, diện tích từ 133 đến 884 m². Sau 15 năm, dự án vẫn còn dang dở, chưa đồng bộ về hạ tầng. Một vài phân khu đã xây dựng xong, nhiều dãy nhà đã hoàn thành phần thô từ nhiều năm trước nhưng không thể hoàn thiện hẳn và chưa có người về ở. Thực trạng cho thấy khu vực này chưa được hoàn thiện về hạ tầng, dịch vụ tiện ích xung quanh kém, đặc biệt là vấn đề an ninh. Những yếu tố đó khiến nhiều nhà đầu tư lẫn người có nhu cầu mua để ở rất là ái ngại xuống tiền. Đó. Để coi cái giá. Cái giá khu đô thị Nam An Khánh này được rao bán từ 23 đến 30 tỷ đồng một căn, tùy vị trí và diện tích. À, những cái căn vi hồ này mình nghĩ là đắt đó. Trung bình là từ 23 đến 30 tỷ đồng một căn. Một cái giá rất là cao. Không dễ gì ai có đủ một số tiền lớn để sở hữu một căn ở đây. Bỏ hoang, cỏ mọc hết trơn. Ồ, khu này thì còn lôm côm nữa. Ồ, quá nhiều luôn các bạn nào. Trời ơi, tiếc quá. 1, 2, 3, 4, 4 tầng. Tự nhiên có một căn tráng tráng mặt ở giữa này các bạn thấy không? Nhìn vào nó chẳng trúng cái hệ nào hết trơn. Tiếc quá, bao nhiêu tiền chúng ta ném vào đây, nó nằm chết dí ở đây. Giới thiệu tiếp với các bạn một đô thị nữa, tương lai mờ mịt tại khu đô thị Vườn Cam. Một số căn ở đây thì chúng ta thấy hoàn thiện được cái mặt ngoài, nhưng mà nhiều căn vẫn còn chưa có làm gì hết, chỉ là xây thô thôi. Xây thô này. Khu đô thị Vườn Cam có diện tích quy hoạch là 46 ha. Dự án này được giao cho Công ty Cổ phần Vinafor làm chủ đầu tư từ năm 2007. Tuy nhiên đến nay công trình có tổng vốn khoảng 3.000 tỷ đồng này vẫn đang trong quá trình xây dựng, chưa thể đưa vào sử dụng. Khởi công từ năm 2007, dự kiến hoàn thành năm 2013
mà đến nay là năm 2023 rồi. Như vậy là đã trễ hạn 10 năm. Khu đô thị Vườn Cam được thiết kế chỉ có một cổng duy nhất vào để đảm bảo quản lý. Đây là một trong số ít khu đô thị ở Hà Nội chỉ xây dựng biệt thự cao cấp, không có shophouse, chung cư hay là nhà liền kề. Tuy nhiên, số phận khu đô thị này đang là những dấu hỏi lớn khi những căn nhà đắt đỏ chỉ mới được xây xong phần thô. Mỗi căn biệt thự ở đây diện tích từ 200 đến 300 mét vuông và giá dao động từ 10 đến 20 tỷ đồng một căn. Các bạn thấy không? Toàn mấy chục cái trang á. Không có cái mua rẻ rẻ để bà con mua. Toàn mấy chục tỷ không. Khu này mình đánh giá nó còn tệ hơn những khu kia nữa. Hạ tầng đúng là còn lôm côm các bạn này. Đó, chưa đào ở đâu hết trơn á. Cây xanh rồi cũng chưa có hoàn thiện. Chưa có gì hết. Nhiều khu này nó chưa đào vào đâu hết này. Được có đoạn này, còn khu này cũng chưa xong này. Khu này thì đang lỡ dở ương ương nữa. Đó, được những cái căn mà view cái công viên này thì đẹp này. Đó. Nói chung là chủ đầu tư còn rất nhiều việc phải làm. Mình đánh giá chung á, những khu đô thị ở thành phố Hà Nội á, có những cái căn biệt thự theo mình đánh giá rất là đẹp. Thiết kế đẹp đó. Có kiến trúc, có đường nát đường hoàng. Được thuê những cái kiến trúc sư của nước ngoài, người ta vẽ, người ta thiết kế, xây dựng rất là đẹp đó. Nhưng mà tóm lại là cái giá này đúng là cao đó. Rẻ rẻ gì thì cũng trên 10 tỷ hết trơn rồi. Còn những cái căn view sông, view hồ hay là view công viên gì đó thì giá nó còn cao hơn nữa. Những cái bất động sản mà trên 10 tỷ trở lên là một trong những cái bất động sản thuộc loại cao cấp và chỉ dành cho những người có điều kiện thôi. Đây là một trong những sản phẩm rất là cán khách hàng đấy. Rất là đáng tiếc các bạn. Có đáng tiếc ở đây là như thế nào các bạn biết không? Bây giờ xây dựng xong mà để hoang như thế này không mở thì doanh nghiệp cũng bị kẹt tiền ở đây này. Rồi nhà đầu tư bỏ tiền vào mua không bán lại được cũng bị kẹt tiền ở đây. Rồi những người dân mà người ta mua, người ta ở một thời gian có khi buồn quá thì họ cũng chuyển đi nơi khác. Thì tất cả đều là một sự lãng phí hết. Doanh nghiệp cũng lãng phí mà người dân cũng lãng phí, nhà đầu tư cũng lãng phí. Thì tiền nào cũng là tiền hết trơn á. Tiền của dân hay tiền doanh nghiệp hay là tiền của một cái tổ chức nào đó thì tất cả đều là nguồn lực của xã hội, là nguồn lực của đất nước hết. Mà tất cả những nguồn lực này mà sử dụng nó không hiệu quả thì nó đều gây nên những hậu quả không tốt. Đó. Mình hy vọng rằng á, thời gian sắp đến đây á, chúng ta tránh lặp lại những cái trường hợp như thế này. Còn những cái gì nó đã diễn ra thì cũng phải chấp nhận. Dần dần khoảng 10 năm, 20 năm hoặc 30 năm sau nữa thì những cái căn biệt thự này sẽ được hấp thụ dần và sẽ bán dần. Hy vọng rằng sẽ có người về ở. Còn cố gắng làm sao luật pháp của chúng ta xây dựng như thế nào đó, đừng lặp lại những cái trường hợp như thế này. Những sản phẩm được xây dựng ra nó phải đáp ứng được nhu cầu của người dân và làm sao tránh được những cái trường hợp nó để bỏ hoang hóa như thế này, rất là đáng tiếc. Rồi, ngày nay mình có một cái bài chia sẻ với các bạn như vậy thôi. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Bye bye, chào các bạn.